Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, nhiều tỉnh thành Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng, các bậc phụ huynh cần đề phòng nguy cơ đuối nước của trẻ nhỏ. Bởi trời nắng nóng, nhiều trẻ sẽ tìm đến các sông hồ biển để bơi giải nhiệt. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất nhiều nơi từ 35 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt cao trên 35 độ từ 12 giờ đến 16 giờ. Bên cạnh đó, độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50 đến 65%. Trong những ngày nắng nóng như thế này, bể bơi, sông hồ là nơi mà mọi người thường hay tìm đến để giải nhiệt. Để tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra với trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh cần giám sát trẻ, cho trẻ mặc áo phao và không đến khu vực nước sâu đã có biển cấm.